Sơn thủy hữu tình cô đô, cô đô sơn thủy hữu tình, trăng hương giáng gió ngự bình, ngự bình thành thơ. Dòng thắng thẳng tích xưa, uy nghi ngọc tràng bên bờ sông xanh. Sông nước kinh thành lung linh sông nước kinh thành. Cây cao bóng cả hoa lành trao hương. Đẹp lá thương, điền Huế Nam đẹp lá thương. Người xưa kiêng trúc những đường tài hoa, thank you.
nhịp tiếng nhạc khoang, nhạc có nhịp khách nhịp tiếng, ai lên hòn chèn mời lên, lên cho kịp thuyền.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và của ông từng và những căn sáu ba ba tâm sự về công những cảnh thành tạo lệ
và địa chỉ số 8 Lê Hồng Bác và phường Sơn Trà và thành phố Đà Nẵng. Ngày hôm nay thì ngài Hà Bình Châu Phi ngày chỉ định công tác và biểu lộ tinh thần của gia người đồng quan vào giờ ngày hầu giờ hầu to chúng ta. Dạ, hầu to từ đây chúng ta đi đâu? Chúng ta đi đâu? Chúng ta đi đâu? Rồi cho táo luôn bà ấy, cho táo luôn đi. Yeah. Người già, người già. Bà ấy dùng cho. Cho táo luôn anh. Rồi, bán mông đó. Dạ. Nó tiện luôn. Đúng lắm rồi. Đồng ông ngồi đây được rồi. Xích nhỏ 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 nè. Phát bình này, phát bình này. Phát bình chưa đâu ra được. Để đâu mình. Phát bình là gọi muối với, gọi muối với, gọi muối với. Không được. Gọi muối. Oh, we're going to
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
của một cặp sông ngoài hai tay em hài của giấc mơ của nhà văn hạnh thân quang tận tám phù lên thân đồng sống vô bì nàng chân nhạc tay ngài nguyên chết ra người một năm đầu dài chúng ta làm việc nên chúng ta nhân bên chị nửa thánh nửa trầm hiểu cái chi không phép khi trước đây chị ở miền Nam con biết bỏ xứ miền Nam về Đà Nẵng tao có biết không con biết rất là có phép miền Nam Thank you.
Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mời quang hoàng trang lên tóc tám ma trong mời hoàng
Cô đứng bên bàn đêm đêm đêm.
Dạ con băng hai ghê á, nhất là cặp mắt á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yên tâm đi, ở đây mình đi là cọp rồi. Cọp từ về của ba nó đi, yên tâm không phải lo gì hết trơn á. Chắc làm nhiều đi bằng mà nghe. Dạ lại ba cơ ra chứ ghé bà càng ghé bà sắc cái bạn. Tôi muốn làm cái sạch vô chạy nước nước cái chạy nhà. Nhà nước ngoài. Bà cơ ra nhà, bà cơ ra nhà, ghé bà nhà, bà dắt khách dắt cứa cho làm việc. Đây là bác đi vào chợ. Đấy là đại mà không đi. 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 Oh,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.